Tôi thấy ông này quá xấu rồi, không phải là con người nữa. Mình nghĩ anh đó là anh ruột, kết nghĩa mình xem ảnh như là anh ruột, tâm sự ảnh luôn. Nhưng mà ảnh lại chơi xấu với mình như vậy. Gọi là chơi với bạn. Chơi với bạn đó, lấy giờ cướp bạn. Vợ bạn luôn đúng không ạ? Đúng. Em chào anh nha. Dạ vâng, thì hôm nay anh tới nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Là do vợ tôi dẫn hai đứa con trong đêm tối dọn nhà ra đi. Dạ vâng, anh trai cho em xin phép được hỏi anh tên là gì và đến từ đâu? Tôi tên là Huỳnh Văn Út Một, đến từ An Giang ạ. Dạ, đến từ An Giang ạ. Dạ. Dạ vâng, thì sự việc của vợ anh bỏ đi như thế nào thì em xin mời anh trình bày. Dạ, vợ chồng tôi sống từ năm 2006. Cái này được sống chung với nhau là được hai đứa con. Đến ngày sinh nhật tôi là ngày 20 tháng 11 á. Đêm đó là vợ tôi dẫn mấy đứa con, hai đứa con và tài sản cái xe của tôi đi. Dạ, dạ vâng, cho em xin phép được hỏi vợ anh tên là gì? Vợ tôi tên là Hoàng Thị Son, sinh năm 1983. Quê chị ở đâu anh ha? Hiện cư ngụ ở Đắc Xuyên, Đập Nhau, Bù Đăng, Bình Phước. Dạ. Dạ vâng, cho em hỏi là anh có biết lý do gì vợ anh dẫn hai con của anh đi không? Tôi không biết à. Là anh vẫn không biết lý do? Không biết lý do luôn. Anh có biết là vợ anh đi đâu không? Không, không có biết, tôi đang tìm. Dạ. Cho em xin phép được hỏi là trước cái thời điểm mà vợ anh bỏ đi thì anh và vợ anh có cãi vã gì không? Không có cãi vã gì hết trơn, ngóng đầm ấm bình thường, dạ. Giỡn nhau bình thường. Dạ. Ừ. Là anh vẫn chưa biết cái lý do và nguyên nhân. Không biết lý do gì chứ. Anh có biết được là vợ anh đi với ai không? Tôi không có biết, nhưng có chồng sớm tôi thấy là đi với ông, có ông Nguyễn Thanh Việt đó, tôi có quen Nguyễn Thanh Việt. Ông dọn phòng người ta thấy. Dạ vâng, cho em xin phép được hỏi là ông Nguyễn Thanh Việt đó là như thế nào ạ? Ông Nguyễn Thanh Việt trước kia vợ chồng tôi đến cư ngụ địa chỉ 51/17. Dạ. Là được quen ổng là anh em kết nghĩa, anh em thương nhau lắm, cùng chia sẻ với nhau, nhậu nhẹt với nhau nữa. Anh cứ gì ạ? Dạ. Dạ. Anh cứ chia sẻ tiếp với ạ. Rồi biết cho con tôi là thấy ảnh buồn và ảnh bỏ đi nữa, thấy ảnh buồn. Tôi cho con tôi là con nuôi của ảnh, tới lui gia đình tôi chơi. Rồi không ngờ là anh tính toán sao đó. Rồi đêm đó người ta thấy là anh dọn đồ tôi, vợ tôi dọn đồ và con tôi đi. Là anh nghe người ta nói là vợ của anh đi theo anh ấy đúng không ạ? Dạ, nghi vậy thôi. Nghi được, là tức là anh tình nghi thôi đúng không? Tình nghi thôi chứ chưa có bắt chước. Là anh đã bắt gặp được lần nào chưa? Có cháu bắt gặp một lần rồi nhưng mà nó không có chụp hình quay phim lại được. À, có bắt gặp được vợ anh đi với anh ấy đúng không ạ? Có bắt gặp được ở trong nhà. Trong nhà làm cái gì ạ? Người ôm với nhau trong nhà. Là vợ của anh với lại cái người anh kết nghĩa của anh là ôm nhau trong nhà. Ôm nhau trong nhà là cháu của anh bắt gặp hay ai? Cháu của anh bắt gặp, cháu của tôi bắt gặp, cháu ruột. Là bắt gặp như thế nào anh? Bắt gặp hai người ôm nhau nhưng mà không có chụp hình quay phim lại. Dạ. Lúc đó tôi đi làm về tôi nghe nói lại thôi, nhưng tôi thấy vậy tôi cũng bỏ qua, tin tưởng anh em tôi bỏ qua, tôi không có làm lớn chuyện. Sau lần đấy thì anh có nghe nói gì không? Và dạ. Có bắt gặp gì nữa không? Sau lần đó thì tôi không có bắt gặp gì nữa. Mình làm không nghe nói gì đúng không? À, còn con của tôi đang học mà nó rút học bạ trước 1 tháng đi luôn á. Rút học bạ trước 1 tháng? Tính trước gì đó. Dạ. Anh trai cho em xin phép được hỏi ha. Dạ. Thì trong quá trình cái thời gian mà trước khi vợ anh bỏ đi á, thì vợ chồng anh có gần gũi với nhau không? Trước khi đi vợ chồng không có gần gũi với nhau. Tôi gần vợ thì vợ không cho. Ủa? Sao lại gần vợ lại vợ anh lại không cho? Bởi vậy. Anh có biết lý do tại sao không? Không, tôi biết lý do vậy. Tức là tình cảm của anh chị đã lạnh nhạt hay sao ạ? Không có, cũng bình thường, có con cái bình thường thôi. Tôi không có đánh vợ con, chân cũng thương như bình thường vậy đó. Dạ. Dạ. Mấy anh có xuống chỗ tôi với anh điều tra lại gan chùm sớm ra đều biết chứ. Dạ. Anh trai cho em xin phép được hỏi nữa ha. Tức là trong cái quá trình cái suốt thời gian mà vợ chồng chung sống với nhau á, là có bao giờ gây lộn không? Không, không có gây lộn gì chứ. Anh có bao giờ đánh vợ anh không? Không luôn, không bao giờ đánh luôn. Có tiếng nặng tiếng nhẹ gì với chị không? Không luôn. Chị có tiếng nặng tiếng nhẹ gì với anh không? Có, nhưng mà tôi thấy thương vợ tôi bỏ qua chứ. Dạ. Cái thời gian mà gần nhất trước khi vợ anh bỏ đi, tặng anh như anh đã từng nói là Tạ Nghi là vợ anh đi theo với nhân tình, yeah. Thì trong cái khoảng thời gian đấy vợ của anh có dấu hiệu gì bất thường không? Trong thời gian đó vợ tôi không có gần nhau và nó cũng không có bệnh, không có gì bất thường nha, nó đã tính trước cho rồi. Đó, đứt xe trước khi đi là nó nói là đi sơn xe. Đi sơn xe. Rồi xe gì anh trai có thể nói đi ạ? Đi sơn xe xong là tối là nó đi đó. Đi sơn xe. Còn tiền của tôi thì dự định hai chồng tính về quê làm nhà đó, tôi đang giữ 441. Tính về quê làm nhà, nó kêu về quê làm nhà. Rồi tôi rút ra, tôi lấy 100 về quê tôi đổ cát thành nhà. Còn lại tôi giao cho nó hết, nó đang giữ 120, rồi gom lại vợ chồng tính đưa lại rồi vợ chồng gom chung lại đó là giao cho nó giữ luôn, không còn cũng là 400 mấy 500 gì đó. Rồi vẫn rồi đêm đó nó đi, vợ chồng trước khi đi là cũng mua bánh tráng nướng rồi đó, về ăn chung với nhà vui vẻ đàng hoàng rồi đó, như làm cho mình tin tưởng cái đó, không có nghi ngờ cái đó. Là anh trai vừa nói số tiền đấy là chị lấy đi hay sao anh trai ha? Chị lấy đi. Tức là vợ của anh. Dạ. Trước khi đi là vợ của anh mang theo những gì thì anh trai cứ chia sẻ đi ạ. Trước khi đi vợ đem hai đứa con đi. Dạ. Cái chiếc XH 67K1 biển số là 71558. Dạ. Với số tiền khoảng 400 mấy chục triệu đó. 400 mấy chục triệu. Dạ. Là trước khi đi là vợ anh có đem theo một chiếc xe SH. Xe SH nữa. Và số tiền là 400 mấy chục triệu. Dạ, tính dự định là sang năm là hai chồng về quê là xây nhà sống quê đó. Mà vợ tôi đã tính trước, tôi tính nữa. Dạ. Là đến tận giờ phút này, dạ. Thì anh có dám chắc khẳng định rằng là vợ anh đi theo nhân tình, người đó là người anh em kết nghĩa của anh không? Chắc tôi nghi là vậy. Anh nghi thôi chứ anh đâu có phải chắc đâu hả? Yeah. Là chỉ nghi ngờ thôi đúng không ạ? Dạ. Yeah. Và anh trai cho em xin phép được hỏi cái người mà anh kết nghĩa đó là anh đã quen bao lâu rồi? Người đó tôi quen cũng 2-3 năm rồi. Quen trước khi bầu dịch tới nữa. Dạ. Yeah. Là có thường xuyên về nhà anh ăn chơi nhậu nhẹt thì có không? Thường xuyên về nhà nhậu nhẹt và qua lại với gia đình tôi đó. Có bao giờ ngủ lại qua đêm ở nhà anh không? Không, không có. Mà tôi hôm nay tôi đi làm không mà có ngủ hay không thì tôi không biết. Ủa sao lại kỳ đấy? Tôi làm ban đêm, có khi làm ban đêm nữa. Là anh làm ban đêm, tức là anh trai của anh kết nghĩa của anh có bao giờ tới nhà khi anh vắng nhà không? Có. Có luôn ạ? Có nữa. Sao mà anh biết là anh kết nghĩa của anh tới nhà? Nhiều khi nhờ giả giữ con giùm đó. À, giữ con trai của anh hay là giữ con nhỏ nhỏ đó. Đã, dạ. Giờ giữ giùm á, đôi khi nhờ giữ giùm á. Dạ, là anh được mấy cháu rồi? Được 2 thằng con, thằng 9 tuổi đang học lớp 4, thằng gần 3 tuổi. Dạ. 27 tháng 12 tới là được 3 tuổi. Dạ, là cái người anh kết nghĩa đấy là cũng thường xuyên đến nhà mình. Thường xuyên đến nhà. Và anh trong cái thời gian mà anh đi làm ca tối, gọi là ca đêm ạ. Ca đêm á. Thì anh cũng có nhờ đúng không ạ? Nhờ anh kết nghĩa đấy giữ bé hay sao? Nhờ kết nghĩa giữ bé giờ. Ủa chứ vợ anh đâu giữ sao lại phải nhờ anh kết nghĩa giữ? Tại vì vợ đi đưa thằng con đi học hoặc đưa đi khám bệnh rồi đó, đưa thằng lớn đi đó. Rồi để thằng nhỏ lại cũng giữ giùm. Thì cái trường hợp mà anh nhờ giữ giùm nó nhiều không? Nhiều lắm. Rất nhiều đúng không? Đó. Có bà lại ảnh đôi khi ảnh cho vợ con tôi tiền nữa, mua đồ ăn nữa. Cho tiền mua đồ ăn. Dạ. Anh có thấy cái dấu hiệu của cái người anh em kết nghĩa của anh đấy quan tâm đến vợ anh gì không? Tôi thấy là đưa tiền cho tiền đó, quan tâm là mua gà, mua vịt rồi cho ăn nữa. À, nấu chè, nấu này, nấu bánh này, bánh kia đem cho ăn nữa. Là đem cho vợ anh, là cho gia đình của mình ăn đó. Mình ăn. Còn mỗi lần ảnh gọi là gọi toàn là số vợ tôi không. À. Không tôi gọi cho anh mà lại gọi cho vợ anh. Tôi có số mà anh không gọi, gọi vợ tôi không à. Có lần là tôi ghi âm á, tôi bắt máy tôi nghe ghi âm lại, tôi nhớ là nó nói, vợ tôi nói là nó ngủ rồi, nó ăn cơm nó ngủ rồi. Cái ông anh nó nói là giấu nó đừng cho nó biết, đừng cho nó hay. Mà lúc đó mình nóng lắm nha. Nhưng sau lại mình gặp vợ mình giống đó cái mình xèo xuống mình bỏ qua luôn. Dạ. Là cái đoạn ghi âm đấy anh còn không? Không, vợ bên vợ lấy rồi cũng chắc tới xóa rồi. Dạ. là anh có thường xuyên bắt được là cái người anh kết nghĩa đang gọi điện cho vợ anh không? Không, không thấy, tại vì tôi đi làm không mà ở nhà không có thời gian nữa. Thì qua câu chuyện vừa rồi của anh chia sẻ thì đến tận bây giờ thì vợ tôi đi rồi, tôi có tìm mà gọi điện ông anh đó, tôi không bắt máy, vợ tôi không bắt máy, chị nó nhắn tin là nó chửi thôi, có lưu trong máy đi nè. Là vợ anh nhắn tin chửi anh, là chửi anh như thế nào, nội dung tin nhắn như thế nào anh trai? Không, anh không nhớ hả? Anh không nhớ hả? Dạ, có chửi thằng chó, mày chết đi, tao theo trai rồi. Ủa, đó là vợ anh nói như vậy luôn nè. Vợ nhắn tin như luôn, trong đây là em đọc, anh đưa em đọc. Dạ. Là vợ anh nhắn những cái tin nhắn đấy với anh. Rồi. Dạ. Ủa, nhưng mà trước khi cái thời gian mà chị bỏ đi là hai vợ chồng anh đâu có không có gây lộn gì hết trơn á. Nhưng mà anh có chắc chắn rằng cái tin nhắn đấy là của vợ anh nhắn hay là của một người đàn ông khác lấy với máy vợ anh nhắn không? Cái đó là tôi không xác định được, nhưng mà cái điện thoại của vợ tôi nhắn lại là cái số của điện thoại của vợ tôi là nhắn qua tin nhắn điện thoại đúng không ạ? Dạ. Không phải là Zalo hay Messenger không? Không, nhắn qua điện thoại. Dạ. Vợ đi mới mua điện thoại mới này thôi, còn xưa là xài của Bắc không à. Dạ. Là anh trai cho em hỏi ha, thì trong quá trình mà từ cái ngày mà chị cùng hai con của anh đi á, thì anh có liên lạc được cuộc gọi nào không hay là chỉ nhắn tin qua để nói chuyện qua lại thôi? Có liên lạc được hai cuộc nhưng mà nó gọi lại không à. Gọi lại thì cái nội dung cuộc gọi đó như thế nào? Gọi nói mình động viên không nợ thì chia tay đi. Nếu mà nói như vậy á thì nói tận mặt đi rồi đi, nó phải vui vẻ hơn không? Phải đồng ý này lén lút đi rồi mới nói. Đó là tôi không chấp nhận được. Có gì nói thẳng với nhau, vợ chồng sống chung mười mấy năm rồi cứ nói thẳng nhau đi. Rồi đi, tôi không có chấp nhận, tôi đồng ý. Còn này tự nhiên lén lút nửa đêm nữa không, dọn con, dọn đồ, dọn tài sản đi hết, sao tôi đồng ý được? Là anh trai nói lại một lần nữa chi tiết là khi vợ anh đi mang theo những gì? Thì vợ tôi đi giá trị bao nhiêu? Vợ tôi đi mang theo hai đứa con và chiếc xe SH số 67K1 71558 với cái số tiền là 450 triệu. Cái số tiền đấy là của hai vợ chồng chung đúng không ạ? Của hai chồng chung làm chung. Là cái tiền đấy là anh đi làm đó là do tôi đi làm mà vợ ở nhà nuôi con mười mấy năm nay thôi. À, tức là vợ anh ở nhà nuôi con. Dạ, vợ ở nhà nuôi con. Còn một mình anh đi làm. Mình đi làm. Tích góp được hơn 400 triệu. Hơn 400 triệu. Để mà về quê để mà mình xây nhà. Xây nhà ở lo cho con đó. Thì cuối cùng bỗng chốc thì một cái chuyện rất là bất ngờ. Bất ngờ với tôi luôn. Đó là vợ anh lấy số tiền cùng với chiếc xe và ẵm hai đứa con đi để lại anh. Dạ, thì anh cái tâm nguyện của anh hiện tại ngay lúc này thì anh có điều gì muốn nói gửi tới vợ của anh không? Tâm nguyện tôi là muốn lấy lại số tiền nữa để sau này lo cho hai thằng con thôi. Còn gì nữa anh cứ nói đi. Muốn tính lại số tiền nó hay lo hai con tôi. Nếu mà em nuôi con, giờ tôi nuôi con không được thì giao cho tôi nuôi luôn. Rồi số tiền nó muốn chia hai gì cũng được. Anh còn tình cảm với vợ anh không? Bây giờ là tôi không còn tình cảm gì hết. Là anh thấy thương vợ anh rồi đúng không? Không còn thương nữa. Và khi mà anh mà biết được là cái người anh em kết nghĩa gọi là cái người bạn thân, gọi là cái người huynh đệ đi, huynh đệ thân tình mà đã dẫn vợ anh đi như vậy thì bản thân anh nghĩ gì về cái người anh em này? Tôi thấy em này quá xấu rồi, không phải là con người nữa. Mình nghĩ anh đó là anh ruột kết nghĩa, mình xem ảnh như là anh ruột tâm sự ảnh luôn. Nhưng mà ảnh lại chơi xấu với mình như vậy. Gọi là chơi với bạn. Chơi với bạn, lấy vợ bạn. Vợ bạn luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà anh chỉ là nghi thôi đúng không ạ? Nghi thôi. Nghi thôi nhưng mà anh chưa chắc chắn được như vậy. Đúng rồi. Đến giờ phút này anh vẫn chưa chắc chắn là cái người bạn của anh, huynh đệ của anh dẫn vợ anh đi. Dạ đúng rồi. Tại sao anh lại chưa chắc chắn? Tại vì tôi chưa bắt được tận mặt tận tay, với lại tôi chưa biết vợ tôi có ở sống chung với ông ấy hay không. Nhưng mà trong cái tin nhắn vừa rồi anh có nói là vợ anh nhắn cho anh nói là vợ đã theo trai. Đã theo trai, cho tiền trai ăn hết rồi. À, cho tiền trai ăn hết rồi. Mà đến giờ phút này anh vẫn chưa chắc chắn được đó là cái người anh em đã dẫn vợ anh đi đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Và anh chỉ nghe cháu của anh nói. Nghe cháu nói với, nghe cháu là với bà con dùm xóm xung quanh người ta thấy thôi. Bây giờ đi người ta mới nói lại, lúc ở là giờ người ta không nói. Vợ tôi lén lúc qua lại ổng hoài mà người ta thấy mà người ta không dám nói. Nó cái đó là danh dự của người ta không dám nói. Bây giờ đi rồi người ta mới khui ra mọi người chuyện gì đó cho mình vậy đó. Đến tận bây giờ thì bản thân anh có điều gì muốn nhắn gửi tới cái người huynh đệ của anh không? Nói quãng đời còn lại anh hãy sống tốt đi, đừng có đi hại đời, hại hạnh phúc của người khác nữa. Và lớn lên đừng có dạy con tôi đi cướp vợ của người ta nữa. Anh trai ơi, thì trong cái thời gian mà vợ anh bỏ đi thì anh có liên lạc được với vợ cũng như là cái bạn của anh không? Tôi có liên lạc với ảnh mấy lần, ảnh nói là anh có nói với tôi là ví dụ như tôi hỏi thăm ảnh gì tin vợ tôi, ảnh nói ảnh không biết. Sau đó ảnh mới nói là một câu là ví dụ thôi nha, ví dụ vợ em, vợ con em đi về sống với anh thì em tính sao? Tức là cái người đấy nói là ví dụ. Ví dụ vậy đó. Tức là nói với anh đúng không ạ? Đúng là rồi. Vợ con của anh đi về với người đấy thì anh tính sao đúng không ạ? Đúng rồi. Tôi mới nói là chờ vợ tôi về, tôi nói với vợ tôi. Rồi tôi trả lời vậy đó. Dạ. Rồi từ đó đây anh tôi gọi là anh cúp máy luôn, anh không có bắt máy nữa. Là không bắt máy không? Cúp máy luôn, không bắt máy luôn. Thì theo câu chuyện anh vừa chia sẻ ấy, thì không phải còn là nghi ngờ nữa đâu anh ạ, mà chắc chắn luôn rồi. Cái người anh em của anh ấy là dẫn vợ anh đi ấy. Tại vì sao? Tại vì có quá trời sự trùng hợp. Cái điều thứ nhất em phân tích ở đây là như anh đã chia sẻ, rất nhiều người thấy vợ anh đến lúc cùng với lại cái người anh em kết nghĩa của anh. Yeah, đúng rồi. Như anh nói đúng không ạ? Và cái thứ hai là cháu ruột của anh đã bắt được gặp vợ anh, lén lút ôm nhau gì trong phòng đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái thứ ba là như anh vừa nói, đó là cái câu khẳng định lại, cái câu mà điện thoại ấy. Theo em nghĩ rằng là bản thân anh rất là đau, rất là đau khổ, bởi vì một cái người vợ, một cái người bạn tình mình tin tưởng giao toàn bộ tài sản cho con, sống mười mấy năm nay, 16 năm, 16 năm trời kết nghĩa, hai chồng sống chung là năm 2006 tới nay là 16 năm, con lớn 7 năm mới có con. 7 năm nó đau bệnh hoài á, mình làm lo trị bệnh cho vợ con nó khỏe mạnh mới đẻ thằng thứ hai là nay là 9 tuổi rồi. Rồi 3 năm sau mới đẻ thằng nhỏ nữa, tính ra bây giờ tới bây giờ cũng là 16 năm rồi. 16 năm trời, 16 năm trời chung sống với nhau mà vợ chồng nó rất là sâu đậm anh ạ. 16 năm trời tôi chỉ lo cho vợ là ở nhà nấu cơm lo. Thì như anh đã chia sẻ, tức là vợ chồng anh cái thời gian trước khi vợ anh bỏ đi thì vợ chồng anh không có gần gũi, gọi là chăn gối với nhau, gần gũi chăn gối mà đụng nó không cho, gần nó không cho nữa. Tức là anh đụng tới người chị cũng cho, cũng không cho nữa. Vợ chồng không thân mật bao lâu rồi, khoảng bao lâu rồi? Cũng lâu rồi, cũng theo tôi nghĩ là cũng gần 1 năm 2 năm vậy đó. Gần 1 năm 2 năm. Tại vì tôi khoan anh từ cho em hỏi, tức là gần 1 năm 2 năm anh không được đụng đến người vợ anh. Ui. Tại vì tôi bị bệnh viêm gan B á, bệnh nó lây đó, tôi sợ lây vợ lây con, tôi không có gần, nhưng mà sờ mó cũng không được nữa, là cũng không cho, không cho luôn, không cho. Nếu quan hệ bệnh đó có quan hệ nó lây thì tôi đồng ý, còn mà sờ mó vợ chồng mà không gần nhau thì không được. Nó không cho. Nếu mà vợ chồng mà không, cái tình cảm đấy không được gần gũi thì nó cũng sẽ nhạt. Thì tôi cũng nghi ngờ lắm, nhưng mà thôi tại tôi nghĩ mình bệnh đi, mình thương nhận con sợ nó lây nó thôi, mình mới không nói. Rồi tới. Anh có nghĩ một điều rằng trong cái thời gian mà anh không gần gũi với vợ anh thì vợ anh lại gần gũi với người khác không? Có nghi ngờ? Không, không có nghi ngờ gì đó, mình tin vợ mình mà. Tại vì vợ tôi là người Bắc, tôi là người Nam, người ta nói người Bắc chung thủy lắm, tôi nói là. Anh ơi, nói chung người Bắc khi người Nam hay là người ở đất nước Việt Nam này thì cũng đều là chung thủy. Tôi nói là cũng phải có người này người kia anh ạ. Mà tôi không phân biệt vùng miền được. Tôi tin người Bắc nhiều hơn, cái đó tôi chọn người Bắc làm vợ tôi, mà bây giờ còn ảnh tôi như vậy. Thì câu chuyện của anh thật sự rất là buồn, thật sự là một cái người mà bạn tình mà anh tin tưởng, gọi là cái người bạn đời. Tôi tin tưởng vợ tôi, thương vợ con tôi như là không ai thương bằng luôn, hỏi chồng sớm chứ anh biết liền rồi. Cái thời gian mà anh đi làm bao mấy tiếng một ngày? Tôi làm suốt luôn, ví dụ thời gian trước tăng ca là 7 giờ tối là tới 7 giờ sáng tôi mới về. Còn rồi bắt cả ngày là 7 giờ sáng đến 8 giờ tối tôi mới về. Về mệt ngủ giặt giũ rồi tôi tôi nghỉ ngơi. Còn anh vợ ở nhà là chỉ có cơm nước, chỉ cơm nước thôi mà chén sáng tới chiều không rửa nữa. Ủa sao kìa? Rồi tôi về tôi rửa xong dân mồng cho mấy vợ con ngủ rồi tôi mới đi ngủ nguyên. Ủa chứ vợ anh ở nhà làm thì công việc gì? Tôi không biết nữa, chỉ lo cho vợ con, lo cho con như thôi. Có đi chợ đi búa nấu cơm nấu nước không? Tôi có đi chợ búa nấu cơm nước. Có dọn dẹp nhà cửa không? Nhà cửa thì cũng không dọn nữa. Tới chủ nhật thì kêu tôi dọn lau nhà rồi đó, bếp già lau nhà là chủ nhật á. Bình thường không có chịu làm đâu. Rồi tôi bệnh, từ ngày tôi bệnh đến nay thì nhờ nấu hoặc ấm thuốc cũng không nấu nữa. Là anh có thấy vợ anh quan tâm anh không? Thời gian này không quan tâm thôi. Rồi anh cứ để tấm hình xuống đi, để tấm hai tấm hình xuống đi cho đỡ mỏi tay ha. Thời gian này thấy nó không quan tâm thôi. Anh trai có thường xuyên đi ăn nhậu ở ngoài không? Không, tôi không có nhậu, không hút thuốc nữa. Không đi nhậu, không hút thuốc. Dạ. Rồi cái người anh em của anh ấy là anh quen cơ duyên nào, anh quen được người anh em cái nghĩa của anh? Tại tôi lên đây ở anh em tới lui rồi nhậu nhẹt chung đó. Rồi mấy mùa dịch người ta cấm đi tới lui đó, rồi anh em xúm nhau nhậu đó. Rồi ra ngày tôi quá bất ngờ luôn, thật sự là bất ngờ. Mình tin anh ấy là thường xuyên tâm sự đó, là tôi nghĩ anh như là anh trai á, anh trai ruột của tôi á. Bữa nào anh em mình tâm sự cứ tin tưởng anh ấy là anh trai của mình, mà cuối cùng xảy ra sự việc như vậy á. Bây giờ anh có nhớ con hay không? Nhớ, đêm nào tôi nhớ tôi cũng khóc thôi, khóc hết nước mắt luôn. Anh có lời nào muốn nói với hai đứa con của anh không? Hai đứa con với ba hãy nhớ ba, thương ba thì về với ba nhớ con nhiều lắm. Thưa quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, vừa rồi là một câu chuyện của anh trai quê ở An Giang lên nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm vợ. Và như anh đã chia sẻ thì anh khám nghi là cái người anh em kích nghĩa nó đã dẫn vợ con anh đi. Và trước khi vợ con anh đi thì có mang theo một chiếc xe SH cùng với số tiền là hơn 400 triệu như anh đã chia sẻ. Thì thật sự một câu chuyện này thật sự rất là buồn luôn thưa quý cô chú anh chị. Cái thời gian vừa rồi thì cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng tan nhà nát cửa cùng vì bạn thân, cùng vì người anh em. Đây là một cái video mà em muốn quay, muốn truyền đạt tới tất cả quý vị xem, để quý vị cũng như quý cô chú anh chị xem và đề cao cảnh giác trong cuộc sống. Chơi với bạn không nên là, thứ nhất là cướp vào bạn, thứ hai là đừng bao giờ tin tưởng bạn thân quá mức, và cũng đừng bao giờ dẫn những bạn thân về nhà ngủ lại cũng giống như là ăn nhậu thường xuyên. Thì anh trai thì cái vụ việc của anh ấy thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận và sẽ cố gắng để tìm kiếm vợ về cho anh. Anh trai ơi, cho em xin phép được hỏi là cái vụ việc của anh có trình báo cơ quan chức năng công an chưa ạ? Có trình báo với công an khu vực rồi. Có trình báo rồi đúng không ạ? Dạ. Dạ. Thì một lần nữa thì anh trai có lời nào muốn nói với vợ anh một lần nữa không? Em ơi, hãy sống, quãng đời còn lại hãy sống tốt đi. Có chồng khác thì hãy giữ gìn hạnh phúc của mình, đừng có đi nữa nha. Anh có hối hận vì suốt cái thời gian mà anh đã chung sống và tin tưởng vợ anh không? Tôi có hối hận thiệt, nhưng mà vì con tôi sẽ không hối hận nữa. Tại vì tôi đã lo cho vợ cho con là đúng trách nhiệm của người đàn ông rồi. Đúng với một trách nhiệm của người chồng và đúng trách nhiệm của một người cha đúng không ạ? Cha đúng rồi. Chứ tình cảm của tôi không còn nữa. Là tức là đến tận cái giờ phút này là cái tình cảm của anh dành cho vợ anh là không hết, còn nữa, hết thương cảm nhớ rồi đúng không ạ? Và là tình cảm nó đã không còn nữa. Và cái điều mong muốn hôm nay là anh tới đây nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ đó là tìm được vợ anh để làm cái sáng tỏ vụ việc thôi. Làm sáng tỏ vụ việc đó là cái thứ nhất, và cái thứ hai là anh muốn lấy lại số tiền để dành cho con tôi trong này. Thì câu chuyện của anh thật sự rất là buồn, và em nghĩ rằng là bản thân của anh bây giờ rất là thất vọng về người anh em của anh, và không ngờ rằng chính cái người mà mình gọi là mình tin tưởng xem nhau là huynh đệ, xem nhau gọi là cốt chiến hữu, mà lại làm một cái chuyện thật sự là rất không thể chấp nhận được. Em xin phép được hỏi anh ha, là toàn bộ những gì anh nói vừa rồi là hoàn toàn đúng không ạ? Đúng, hoặc là sự thật hết rồi. Nếu có gì sai trái anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chịu sai trái trước pháp luật rồi. Và cái video này thì em xin phép anh trai là bọn em sẽ đăng tải lên tất cả các trang mạng xã hội đúng không ạ? Anh có đồng ý không? Đồng ý. Anh một lần nữa anh có đồng ý cho bọn em đăng tải lên không? Đồng ý ạ. Và cái video này bọn em sẽ không gỡ. Dạ. Có gì sai trái anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật anh nhá. Rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ rồi thì kính thưa quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, thì vừa rồi là toàn bộ câu chuyện mà anh trai quê ở An Giang tới như đội sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm vợ. Thật sự thì câu chuyện rất là buồn, phải nói quá buồn. Như bản thân anh tới tận giờ phút bây giờ thì anh cũng đã hết cái tình cảm để dành cho vợ anh rồi, và anh chỉ mong sao là số tiền, cái tài sản mà vợ anh lấy đi thì sẽ được đáp trả lại cho anh. Anh trai có lời nào muốn gửi tới quý cô chú anh chị cộng đồng mạng không? Cảm ơn quý cô chú anh chị hãy giúp đỡ cho tôi, xin chân thành cảm ơn. Quý cô chú anh chị và con cô bác xem và nhớ chia sẻ cái video này lan tỏa mạnh mẽ để vợ của anh có xem được video này, hoặc cái người anh em huynh đệ của anh có xem được cái video này, và để thức tỉnh sớm nhận ra để quay về vợ của anh, để quay về nói chuyện một cách đàng hoàng với anh. Như anh cũng chia sẻ, nếu vợ anh muốn chia tay với anh thì phải gọi là đối mặt, hai người đối mặt với nhau nói chuyện rõ ràng thì anh sẽ chấp nhận buông bỏ. Bởi vì đến tận giờ phút này thì như anh chia sẻ thì anh cũng đã hết thương cạn nhớ rồi, cũng không còn tình cảm gì với vợ của anh ấy nữa rồi. Thì qua cái sự việc của anh thì anh có cái lời nào muốn cảnh giác tới tất cả các quý vị cô chú không? Anh muốn có thông điệp gì anh muốn nhắn gửi không? Thưa quý vị bà con, nhất là mấy đàn ông hãy cảnh giác, đừng có kết nghĩa anh em chí cốt. Nếu có nghĩa thì hãy đề phòng, và nhất là thương vợ mình phải thương là có thương, là thương, yêu là yêu, mình phải cái chừa cái đường tâm sự của mình sau này nữa. Yeah. Tức là quý cô chú anh chị ơi, như quý cô chú anh cũng biết thì bây giờ thì hiện tại có rất là nhiều các cặp vợ chồng tan vỡ cũng vì bạn thân, gọi là tan nhà nát cửa cũng vì bạn thân, cũng vì anh em, cũng vì chí cốt. Nên tất cả quý cô chú anh chị, những ai mà đang thân với nhau thì mình sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, đừng bao giờ làm những cái chuyện mà gọi là không thể chấp nhận được như câu chuyện của anh vừa rồi nhá quý cô chú anh chị. Dạ vâng, một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn tới tất cả quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng mạng trong cùng như ngoài nước đã xem và lắng nghe hết câu chuyện. Em cũng xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị và con cô bác thật nhiều sức khỏe và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Dạ anh ơi, thì vụ việc của anh thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận, và em cũng chẳng biết nói gì hơn là chúc cho anh thật nhiều sức khỏe, và chúc cho anh sớm gặp lại được hai đứa con của anh và vợ của anh để có một cái câu chuyện và một cái kết thúc rõ ràng anh nhá. Dạ rồi, khi mà có thông tin gì về vợ của anh thì bọn em sẽ cố gắng để liên lạc với anh nhá. Cảm ơn. Dạ rồi, chào anh nhá. Dạ. Từ từ anh trai, từ từ.